Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Kéo Sài Gòn Di Khương Audio, chuyên review tất cả những dòng sản phẩm loa karaoke từ phân khúc cao cấp cho đến phân khúc bình dân ha. Thì hôm nay thì trung tâm Loa Kéo Sài Gòn là ngày lễ nha quý vị. Thì trung tâm Loa Kéo Sài Gòn lại xua chuyến xe về Bà Rịa Vũng Tàu để Di Khương bàn giao. Trước mặt tất cả quý vị chúng ta là Khương đang ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đường thì rất là đẹp đó, quý vị thấy đẹp không? Dạ. Rồi, Di Khương mời tất cả quý vị chúng ta cùng đồng hành với trung tâm Loa Kéo Sài Gòn đến nhà khách để bàn giao loa sản phẩm với giá là 15.500.000 nha. 1 km dưới nữa. Mà cũng công nhận nha quý vị. Tính ra là thời tiết đợt này là rất là nắng nóng luôn quý vị. Đó, Di Khương đang ngồi trong xe mà thật ra là rất là nóng, đổ mồ hôi luôn, xe máy lạnh rất là tốt nha. Nhiệt độ ngoài Di Khương nghĩ chắc cũng tầm khoảng cỡ 41, 42 độ đó, chứ không ít gì đâu. Nóng máy lạnh mà mới không chịu nổi luôn đó. Rồi, xin mời quý vị cùng đồng hành với trung tâm Loa Kéo Sài Gòn nha. Rồi, hồi nãy thì mình sẽ xuống xong loa rồi ha, mình sẽ để bên trong. Mình sẽ về xe tải chạy tới luôn đi anh ơi, chạy tới mày đậu ở trên kia anh Thảo. Hả? Thấy được không? Ok, đậu đây cũng được. Rồi, mình sẽ bàn giao cho khách ha. Đó, sẽ bên trong ha. Rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đẩy vào nhà khách nha quý vị. Đó, khách thì sẽ đi thẳng cái đường hẻm đó vào trong. Đó, ok, thẳng luôn bắt tay. Đó, thẳng luôn bắt tay. Rồi, trái phải gì cũng được, anh muốn quẹo đâu anh quẹo. Đó, mình sẽ đi thẳng vào ngoài khách nha, khách đang chờ mình đó. Rồi thưa quý vị, em đã có mặt nhà khách rồi ha. Đó, sẽ bàn giao loa cho khách. Đó, bây giờ kỹ thuật anh sẽ mở ra và set up ha. Karaoke vì lỡ thương nhau nhạc sống tôn nam. Lệnh 1, 2, 3,
Dạ, thưa tất cả quý vị, hôm nay thì một quãng đường thì cho dù nó xa không thì gần thì cũng không phải nó gần lắm, mà xa cũng không phải là xa lắm. Nhưng mà từ Sài Gòn về đây thì cũng gần 100 cây thôi. Duy Khương đã có mặt tại thành phố Vũng Tàu để Duy Khương bàn giao sản phẩm, một cái sản phẩm mà năm vừa qua thì của cuối năm của 2023 thì em đã bán cũng rất là nhiều rồi. Năm 2024 thì được tất cả quý vị đón nhận sản phẩm này ha. Rồi, sản phẩm này thì thưa tất cả quý vị, sản phẩm này với có giá là 15.500.000. Sản phẩm này thì chỉ có thay đổi một chút xíu, đây là cái men nhập khẩu, men này là men vừa rồi mình mới nhập về, nhưng mà nhập linh kiện về nha quý vị, và mình sẽ ráp tại Việt Nam của chúng ta, linh kiện tại Trung Quốc nha. Thì vừa rồi anh khách này anh order thì mình sẽ ráp cho anh luôn, là tất cả mọi thứ thì chỉ có giống nhau, nhưng chỉ có men là nó khác nhau thôi ha, khác cái mặt tiền chút xíu nha. Rồi em sẽ nói sơ ha, bát của chúng ta là bát 40 120% nha, thương hiệu cũng là KDC nha quý vị nha. Rồi thì ván của chúng ta là ván ép nhập khẩu của Malaysia và Văn Cơ, và một bộ micro bên trung tâm của là kéo Sài Gòn NDG. Rồi, sản phẩm này chúng ta sẽ được là có 2 mic nha, kim loại đàng hoàng nha quý vị nha. Rồi, chúng ta sẽ có được có phiếu bảo hành đó cho tại nhà khách ha, phiếu bảo hành của là kéo Sài Gòn. Đó. Rồi, thì thưa quý vị, thì hôm nay thì anh đã bàn giao xong. Rồi chuẩn bị đi về Sài Gòn. Đúng ra thì hôm nay thì khách sẽ chia sẻ cho quý vị, nhưng mà khách ngại, khách nói là anh cũng hơi ngại, không muốn xuất hiện trên YouTube á, cho nên là anh nói thôi em cứ giới thiệu đi. Rồi anh mất kiểu như mất cỡ ngại chứ sao. Cho nên là thôi thì mình đã giao hàng thì quý vị cũng đã biết rồi ha. Cảm ơn quý vị, chúng ta cùng đồng hành với trung tâm Loa Kẻ Sài Gòn, và Duy Khương chúc tất cả quý vị chúng ta có một ngày 5 ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân của mình nha. Chúng ta nghỉ lễ chúng ta có buồn, chúng ta muốn hát karaoke hãy gọi ngay qua cho Khương nha, 0917929879 nha. Khương sẽ mang loa về cho gia đình mình hát karaoke cùng với đồng hành với Duy Khương nha. Và Duy Khương hẹn tất cả quý vị chúng ta ngày sau, lần sau chúng ta tại tư gia của nhà mình nha. Và quý vị nhớ nè, nhấn cho trung tâm Loa Kéo Sài Gòn xin một nút đăng ký kênh đi nhé, để chúng ta cùng đồng hành với trung tâm Loa Kéo Sài Gòn nha. Và xin phép nói lời tạm biệt tất cả quý vị, chúc quý vị chúng ta có ngày mới tốt đẹp, an lành, gặp nhiều may mắn và luôn thành đạt trong cuộc sống nha. Hẹn sản phẩm sau và hẹn tất cả quý vị tại tư gia nhà mình. Xin cảm ơn rất nhiều.